mắt cứ cay cay như mấy người không gặp may. Phố thì đông, người đông, đông. Tôi như đứa nhóc lông bông chơi xa mà không về nhà. Đừng đưa tôi về con phố chung đôi. Đừng chân ơi tôi xin đừng bước nữa. Đừng tôi ơi chỉ say chút nữa thôi. Đừng nghe tim khóc lóc mà yêu lòng. Đây là đắng sao rất cao rất xa. Giống như quên lời hứa cũ đêm rất êm. Này là gió bay giữa đêm trăng say. Phố nghiêng theo chiều gió chẳng nằm dưới trăng. Chẳng phải rất nhớ hay sao mà lại choáng váng nôn nao. Tim ơi làm ơn ngủ đi đừng thêm ồn. Chân nhỏ bé âm thầm về đâu trong đêm vắng tanh. Ngón tay gầy héo khô lạnh để những yêu thương ước mơ được sống bên mẹ. Được trong vòng tay ấm êm với tiếng cười nói mẹ hiền. Hạnh phúc đơn sơ giấc mơ một gia đình yêu thương. Và em mơ mơ giấc mơ cánh tay mẹ. Một lời dù sao thiết tha khao khát từng đêm. Những bước chân xa nhoi nhoi đất lạnh thầm bước trong đêm. Cảm ơn các bạn. Cho phép Nguyên Khang được nói thêm một chút về bản mashup rất tuyệt vời hai ca khúc Phố Thị và Giấc Mơ Của Tôi. Đây là hai ca khúc rất khó để có thể mashup lại với nhau, bởi vì cái ca khúc này
nó có 4 cái tempo khác nhau mà các thí sinh của chúng ta phải thay đổi nhịp liên tục. Và khi mà Nguyễn Khang để ý theo dõi thì thấy huấn luyện viên Cẩm Ly rất là lo, chỉ phải đập tay để mà để nhắc các thí sinh của chúng ta phải giữ nhịp cho chắc với mỗi đoạn mà chuyển tempo. Và chúng ta thấy là hai cô bé của chúng ta đã làm rất là tuyệt vời. Bản mashup hai ca khúc này, có thể dành một tràng pháo tay cho Mỹ Mỹ và Thủy Tiên. Và bây giờ chúng tôi xin mời phần nhận xét của gia đình Vũ Trang. Cho cô Trang hỏi hai con là hai con vào nhân vật gì? Dạ tụi con là trẻ em cơ nhở với lại mấy anh chị. Trẻ em cơ nhở thì cô Thu Trang nói là tụi con đẹp quá và sạch sẽ quá. Thật sự tại trẻ em cơ nhở mình phải có một cái gì đó nó nhếch nhác một chút xíu, nó phải dơ một chút xíu. Ví dụ như một hai vết bẩn trên mặt hoặc tóc tai không có thắt bính kỹ và đẹp được như vậy. Tụi con bị quá đẹp. Như ở đây nếu như mà tụi con quá trang, tụi con hóa thân vào nhân vật hơn chút xíu, giống như là quần áo cũng không có được mà thẳng tắp ngăn nắp như tụi con đâu. Kể trẻ em cơ nhở đôi khi vẫn cái áo sơ mi thùng thình mà nó bị dơ, nó bị nhàu, đôi khi một hai miếng vá rồi chẳng hạn. Rồi cái tóc tai cũng vậy nữa, cột rất là bết bát. Thì như vậy thì cái nhân vật của con nó sẽ đẹp nhân vật. Chắc hai trẻ này sắp được đón về gia đình mới. Chắc vậy. Nên tắm rửa sạch sẽ để đưa về gia đình mới. Thì cô Trang cũng hy vọng là vậy. Cảm ơn Thánh Soi Thu Trang. Nickname luôn đó. Nickname luôn. Cô cũng đồng ý là nếu như tụi con hóa trang nhếch nhác thêm chút xíu á, thì nó ra cái vai hơn. Nhưng mà đối với cô á, cũng không có sao. Tại vì giống như mình tượng trưng cái hình tượng thôi cũng được. Cũng là cái áo khoác mang đôi dép lào vậy cũng được rồi. Đối với cô dễ hơn cô Thu Trang chút xíu. Nhưng mà nhớ nha con, mấy cái nốt sâu, tại hai đứa con là cái giọng hát của tụi con có lực lắm. Cho nên mấy cái nốt cao phải để ý nha con. Tại vì có những cái chỗ mà khúc sâu á con á, con hát có một cái chỗ là cái nốt cao đó bắn lên giọng con rất là tốt và đẩy lên. Nhưng mà nhiều khi con sung quá, cái nốt nó cao trên hơn chút xíu nữa thì nó cũng mất đi chút xíu. Cho nên mình phải để ý mấy cái đó nha con. Còn nhìn chung hai đứa con giọng rất là khỏe. Cô chúc mừng tụi con. Dạ, cảm ơn cô. Và xin mời gia đình bố mẹ ruột chia sẻ về hai đứa con của mình. Cái đầu tiên là cô cái gì vụ trang phục, nếu mà nó thuộc về phim ảnh hoặc là bên kịch nó đi xuyên suốt trong một cái cốt truyện thì nó bắt buộc, cái điều đó là phải bắt buộc luôn. Còn cái này đây là một cái sân khấu ca nhạc và có thể nhẹ nhàng như cô Đoan Trang nói, mình có thể vui vui qua, tức là dẫu sao cũng tội tụi con, các bạn đều mặc lộng lẫy quá trời mà không lẽ giờ cho tụi con mặc rồi quẹt tùm lum rồi tội tội cho cháu. Đó là lý do tại sao chị em mình làm ca sĩ đúng không chị? Ở đội cô luôn luôn muốn thử thách tụi con để cho tụi con phải đi khác với cái sở trường của mình. Có thể là tụi con sẽ dừng lại ở vòng này, có thể là ở vòng sau, có thể là ở vòng sau nữa. Nhưng mà cuộc thi là để làm gì? Nó cũng là chỉ là một cái cuộc thi, một cái cuộc chơi. Nhưng nó được một cái là tụi con có được cái thời gian, cái cơ hội tụi con cọ sát. Cho nên là cái bài này đưa cho tụi con là biết là rất là khó. Khi mà tập vô cái bài phố thị là trời, lúc đầu là cô cũng bó tay với tụi con luôn, không thể nào hát được hết Khang. Tại vì không có phải sở trường. Khi mà hát một cái bài mà nó nhẹ nhàng, mà Vũ nó dễ thương, không thể nào hát được. Vũ coi như là không hiểu sao, tức là phải chỉ cho cách hát từng chút và mỗi ngày hoàn thiện. Cho nên lúc mà cháu đổi qua bài kia là đúng cái sở trường chị. Thì là đấy, chị chơi tới liền luôn. Nhưng mà hôm nay làm như vậy là cô cảm quá thấy thiệt, đúng rất là hài lòng rồi. Rất tuyệt vời. Rất là hài lòng với tụi con. Đối với Huế thì Vũ cảm giác có một cái sự trưởng thành trong giọng hát. Tại vì cháu đã có những cái kinh nghiệm trưởng thành ở trong cái diễn xuất cũng như là giọng hát và tiết chế rồi khống chế cái giọng hát của mình. Còn về Hoa là có một cái giọng thiên phú hát cao vút nhưng mà lại thiếu cái sự điêu luyện đó. Cái điều quan trọng là phải làm sao cho hai cháu có thể dung hòa lại được. Áo em bây giờ mưa neo mây. Bạn hát hết câu đó. Gọi tên em mơ. Chữ suốt cơn nó bị cao quá, bỏ chữ suốt cơn luôn, con để bạn hát suốt cơn xong con vô đi. Mớ này con hát giọng trọng thật luôn. 2, 1. Gọi tên em mới. Cặp đôi tiếp theo của chúng ta là một giọng hát đầy nội lực,
Và điều đặc biệt là ở những vòng ngoài thì hai thí sinh của chúng ta đã đưa khán giả, đưa những vị huấn luyện viên đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Và ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với bản mashup hai ca khúc rất nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca khúc Hà Trắng và Còn Tuổi Nào Cho Em. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Khánh Huế và Mỹ Hoa. Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay, tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời, tay mong trôi trên vùng tóc dài, bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này, tuổi nào
Một sự kết hợp một bản mashup vô cùng tuyệt vời với hai giọng hát đầy nội lực của hai chiến binh đội gia đình vũ trang. Một cái bài dựng rất là đẹp. Và hai con cũng như thế, hai con bước ra với hai cái váy đầm trắng nhìn rất là trong sáng, thánh thiện như là thiên thần. Và cái sự hòa quyện kết hợp rất là hợp lý. Từ bài Hạ Trắng và bài Còn Tuổi Nào Cho Em nó đang xen lẫn với nhau và đẩy lên cao trào cũng đúng lúc. Cho nên là nó cũng đẩy cho mọi người một cái cảm xúc rất là hay. Chúc mừng hai con. Con cảm ơn anh chị ạ. Xin mời gia đình Bạch Gia Trang. Cứ nhớ lại hồi ngày xưa, cái thuở thanh thiếu niên của chú Bạch, những cái chuyện ngắn nó chia ra làm loại hoa đỏ, hoa xanh và hoa tím. Thì tụi con đang là hát những bài của lứa tuổi hoa bâng khuâng, loại hoa tím. Đó, chú Vũ và cô Trang quá là thông minh và tinh tế để đưa đúng cái cảm xúc vừa đủ, không bị dư và cũng không bị thiếu. Bây giờ trong một đại gia đình với nhau thì mình phải nói hết lòng với nhau. Mình đang kể một câu chuyện thì cái mạch cảm xúc của mình nó phải được liên lạc một mạch. Thì chính ánh mắt của tụi con nó đã nói lên cái điều là tụi con có liên lạc hay là chưa. Cho nên khi tụi con xem lại trên màn hình tụi con sẽ thấy. Và cái này là cái bệnh chung của lứa tuổi thanh thiếu niên của chúng ta, chứ không riêng gì của tụi con đâu. Nói là nói chung cho các bạn. Khi mình hát thì mình thả hồn, tới chừng bạn kia hát thì mình rơi vào một cái câu chuyện mình để cho bạn kia kể. Thì cái này nó không phải là cái lỗi, mà cái này là cái để lần tiếp theo cho tất cả các con phải hết sức quan tâm những phần mình không hát. Bởi vì những phần mình hát mình đã làm quá tốt rồi. Đó, bây giờ yêu cầu cao hơn cho những vòng tiếp theo của tất cả các con, chứ không riêng gì của hai con trong cái tiết mục vừa rồi. Yeah. Cảm ơn chú ạ. Xin mời chia sẻ của gia đình nghệ sĩ Thu Trang và huấn luyện viên Dư Trụ. Hôm qua cô Trang nói con là con đi, con không được nhúng. Con đi con giống như là con đang thả hồn theo nhạc. Con phải nhìn hoa, nhìn cảnh, xong rồi con cất lên cái giọng hát của con thật là ngọt ngào. Và hôm nay con làm được, con không có nhúng giống như ngày hôm qua nữa. Thì cái đó là cô cũng khen con. Còn Quế thì cũng vậy luôn. Tiếp thu rất là sát sao cái ý kiến của cô và chú Vũ. Nhưng mà hôm nay á, cái tập cộng tóc của con ở đây sao tự nhiên để làm chi, để cho che cái một chút xíu cái gương mặt của con. Con để qua nó một bên luôn đi chứ. Đúng rồi, cho nó sáng khuôn mặt đó, như vậy nó sẽ đẹp hơn. Tự nhiên cái để một cộng tóc ngay đây tự nhiên nhìn nó vậy không... nó mới nghệ sĩ chứ. Nhớ ngày xưa ông Elvis Presley đúng không, cũng có con sợi ngay đây không? Không, nhưng mà mình để cho nó bay bay phớt phớt thì nó phải ra đây chút xíu. Nó chỉ như vậy thôi. Cô Trang thấy là cái tiết mục này là một cái tiết mục mà cô Trang cảm thấy rất là tự hào về hai con. Cái điều mà Vũ phải công nhận là hai cháu rất là trong sáng, hồn nhiên và ngây thơ. Cho nên á, khi mà Vũ chọn bài cho hai cháu, lúc đầu định chọn bài về tình yêu, tại mình nghĩ là hai cháu đủ cái độ trưởng thành để mà hát rồi. Nhưng mà khi mà nghe lại thì mình cảm thấy là nó hơi khó chút xíu để mà hai cháu có thể trình diễn một cách trọn vẹn. Cho nên Vũ ở những giây phút cuối cùng phải nghĩ ra một cái mashup mà gồm hai bài nó về tình yêu mà viết theo một cái cách nó rất là nên thơ, rất là mong manh. Cho nên là hai cháu cho dù hát về tình yêu, về cuộc sống, nhưng vẫn lứa tuổi rất này. Dạ, cho nên là hôm nay đặc biệt là Hoa nè. Bình thường Huế lúc nào cũng giọng cũng chắc hơn Hoa hết. Nhưng mà đặc biệt ở trong bài này em yêu cầu Hoa nhiều hơn bình thường. Là tại vì hai bài này cho dù mashup nhưng hai cái tông nó lại hoàn toàn khác nhau. Cho nên nếu mà giữ cái tông đó thì nó lại trở thành tông nam. Nhưng mà Hoa lại có cái khả năng là hát bằng cái giọng giả thanh rất là tốt. Cho nên là cuối cùng là hát cái tông nam nhưng mà lại là nữ hát. Cho nên hôm nay chú đặc biệt là khen con đã làm rất tốt Hoa. Cảm ơn chị ạ. Hồi nãy chú Thanh Bạch nói rất chính xác. Cái này không riêng gì hai đứa, nhưng mà rất rất nhiều những người mà chưa có chuyên nghiệp đứng trên sân khấu, là sau khi mình hát cái câu của mình tự nhiên cái mình xả vai à. Cho nên để mà liền mạch cảm xúc thì con nên nghe theo cái lời mà bạn diễn của con đang hát. Hôm nay những cái gì mà cô chú đưa ra rất khó mà con đã làm rất tốt. Oh.
Wow, thưa quý vị, hai cô tiên xin được cảm ơn phần hỗ trợ của vũ đoàn ABC Kids. Đây, cặp tiên đồng ngọc nữ của chúng ta đã mở màn vô cùng sôi động, đó chính là anh Khôi và Cẩm Tú. Dễ thương quá. Bước ra một cái là ca khúc hai cô tiên của hai bạn đã khuấy động. Chỉ có điều là Nguyên Khang đang nghĩ thôi, có đề nghị nhỏ là không biết được không. Tức là hai bé có cái động tác rất là đáng yêu, mà bây giờ không biết là xuống có các vị huấn luyện viên có thể nhảy chung giữa các bé cái điệu nhảy đi được không. Đâu, quay qua. 2, 3. Lần đầu tiên với chị Tư nhảy nha. Yên ai ai hờ ai hai ô ô cơ ô cô hai cô điên là hai cô điên. Trời ơi, tôi ước gì mà cho tôi quay trở lại dòng giành giật. Gì vậy, rồi giật con ta để hả? Cho tôi ráng tôi giành giật nữa. Hai cái con người này nhịp thì chắc ơi là chắc, mà dễ thương nè, hát hay, nhảy giỏi, rồi cái giò y như là người mẫu, đúng không các cô các chú? À, y như là người mẫu vậy đó. Hai đứa con làm giữ cái năng lượng từ đầu cho tới cuối. Cô với chú Thanh Bạch ngồi coi, coi chừng khúc cuối không biết có mệt không, tại vì bài dài quá mà tổ hợp cũng rắc rối nữa. Nhưng mà đi tới cuối bài rất là tốt. Một tràng pháo tay nữa cho Tú và Khôi. Cảm ơn. Rồi mời hai bạn quay trở lại sân khấu. Bây giờ Nguyên Khang xin phép được mời một nghệ sĩ mà có cảm giác như là mùa hè nó chói chang, nó ập thẳng vào trong cái trường quay của chúng ta. Xin được mời nghệ sĩ Đàn Nghĩa. Phải nói là tám cái bà tiên màu đỏ xung quanh á tạo thêm một cái không khí rất là sôi động, rất là máu lửa cho tiết mục này ha, mà hai con không bị chìm lấp giữa tám cái cô tiên áo đỏ đó, rất là hấp dẫn luôn. Chúc mừng hai con. Thì con có một cái lợi thế là tụi con đã biết vũ đạo rồi, và tụi con hay một cái là chú Vũ xây dựng cho tụi con hát đồng âm, và đồng âm tụi con nghe lúc đầu á là nó đều, nó không có sôi lem tí xíu nào hết. Cái đó là rất hay khi mình hát song ca với nhau, là con hát cái đó rất tốt. Và đã vậy vừa nhảy rồi vừa hát, rồi bắt đầu một bạn hát vẫn còn nhớ cái chỗ mình, khi tôi vào câu này là bạn này sẽ ngưng, rồi bắt đầu tiếp theo cái câu đó. Tụi con giữ, tức là tụi con rất là tự tin trên sân khấu. Tôi thích cái mặt cái anh Khôi nghe, anh chất lắm, khi anh nhảy rất là chất. Tuy rằng Tú con nhảy giỏi hơn nhiều, nhưng cô xin nhắc một cái điều nhỏ này là trang phục, đạo cụ, phụ kiện, tất cả mọi thứ cố gắng làm sao mà nó chỉnh chu. Tại vì hồi nãy con ra con, cái này nó sẽ làm cho con phân tâm. Tại vì con bản lĩnh lắm rồi đó, tức là nó cứ tuột cái vai áo con, thế con phải kéo vướng lên, phải kéo vướng lên. Tuy rằng nó nhỏ như thế nhưng nó ảnh hưởng, nếu mà một bạn nào không có bản lĩnh, nó sẽ bị mất tập trung và con sẽ bị lệch và bị chệch ra ngoài liền. Cái đó rất là quan trọng, cho nên các con phải cố gắng chỉnh chu tất cả mọi thứ. Cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Và bây giờ xin mời cặp đôi đang sở hữu hai chiến binh rất là mạnh này. Hôm nay cô rất là vui vì cái phần biểu diễn của con đó, nó khác hoàn toàn so với ngày hôm qua. Con còn tự tin hơn ngày hôm qua gấp 100 lần nữa. Cô cũng cảm thấy rất là vui và là hãnh diện vì Khôi. Còn Tú thì khỏi nói rồi, con vẫn giữ cái phong độ của con. Và nếu như cô nghĩ con giữ cái phong độ này đi suốt cái chặng đường sau nữa thì sẽ rất là tốt. Chúc mừng hai con. Con cảm ơn cô. Dạ, và huấn luyện viên sôi động nhất, nhảy nhiều nhất đó chính là huấn luyện viên Dương Triệu Vũ. Xin lại đây. Tăng đạo, tăng đạo. Hai đứa làm chú rất là tự hào. Chú cảm thấy rất hãnh diện. Tại vì những cái gì mà chú nói ra con nhớ hết, và con làm còn hoàn hảo hơn chú mong đợi nữa. Chú cảm ơn hai con. Ngay bây giờ chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với hai chiến binh của đội huấn luyện viên Đại Nghĩa và huấn luyện viên Cẩm Ly. Cả hai thí sinh này thì nếu quý vị theo dõi những vòng trước thì đây là những cô bé rất là đáng yêu, dễ thương. Xin được chào đón phần biểu diễn của Quỳnh Thi và Phương Vi. Đây là hai cái cô bé mà ở cái vòng thi trước á, mọi người rất là thích, là bởi vì cái sự tươi tắn dễ thương khi lên sân khấu, và hai con cứ cười bất chấp. Nhưng mà ở vòng thi này thì lại đưa ra một thử thách khác, bắt hai con hát hai cái bài hát mà không có được cười, bài Lòng Mẹ rồi bài Huyền Thoại Mẹ, mà đòi hỏi cái chiều sâu của cảm xúc nhiều hơn. Khi đưa cho hai bé bài này cũng cam go, bé Thi thì nhỏ quá và hát nó không có được mạnh bằng bé Vi. Nhưng mà bài hát này
Thì khi đưa vào thì cái phần bài lòng mẹ thì Vi lại làm rất là tốt. Vi thì con bớt có gò từng cái chữ điệu từng cái chữ đi, tại vì hát tình cảm không cần phải điệu từng cái chữ. Năm tháng không có tháng, đâu có phải, không phải là đâu phải là an an thần tháng sắc tháng đâu. Đọc hát lại câu đó. Tiếng ru em tiếng đừng có tiếng đừng có gần có cuốn uống chữ cuốn chữ tiếng. Tiếng ru em đêm mẹ hiền năm tháng. Hai con hát tốt, cái cách diễn của hai con trong bài này cũng phù hợp, không có cười là đúng. Hai cái bài này bài buồn mà đang hát về mẹ, mà mẹ rất là khó khăn, rất là vất vả, mẹ hy sinh này kia, cho nên là không có phải tươi tắn như cái bài trước mà mình hát, cho nên bớt cười lại như thế này là đúng. Chỉ về tập lại phát âm cho chú hai chị em luôn nha. Dạ. Ừ.
ngoan thân gầy mẹ và Quỳnh Thi. Đây đây là cô bé mà cười suốt, thậm chí là xém bị loại cũng vẫn cười. Hôm nay con tuyệt vời lắm, con hát nguyên một bài mà con không cười một chút nào hết. Con rất là nhập tâm thể hiện. Chúng tôi xin mời phần nhận xét của các vị huấn luyện viên. Phương Vi, con làm chú rất là ngạc nhiên. Tại vì chú nhớ là con là đứa bé mà lúc nào cũng cười hết. Con diễn cái thần thái rất tự tin và rất nhẹ nhàng điềm tĩnh. Cái đó là cái hay của con. Cho nên hôm nay chú chúc mừng con làm rất tốt phần của mình. Mà xin lỗi chú Vũ, là chú Vũ có để ý không, là hình như là hai bé này hát mà ít nhất là ba vị huấn luyện viên là gần như rơi nước mắt. Anh Nghĩa là lấy chậm chậm lấy tay. Trời, anh Nghĩa là vốn là một người rất là mạnh mẽ đó. Anh ít khi nào anh khóc mà thấy anh nếu như không mạnh mẽ phải làm thế nào. Còn chị Tư Cẩm Ly thì thôi thấy là mắt đỏ hoe rồi. Còn Thu Trang thì lúc đó là xém lấy khăn giấy để lau cho Dương Triệu Vũ rồi đó. Đặc biệt và cái lợi thế của hai con mà không phải cái đội nào cũng có, đó là hai con rất đáng yêu và rất dễ thương. Và theo người ta nói, một khi mà mình đã yêu rồi thì cái kiểu gì cũng thấy hay hết. Chúc mừng hai đứa. Xin mời cặp đôi Bạch Gia Trang chia sẻ. Của tụi con ngày hôm nay khác hẳn với những vòng thi trước đây. Áo dài nè, tóc nè, mọi thứ đều rất là dịu dàng, duyên dáng và đầm thắm nữa. Chú Bạch muốn hỏi hai cái bông là ai bày cho tụi con cài lên mà đẹp quá vậy? Dạ, cô Trang Điểm cài bông cho tụi con. Tụi con có biết ý nghĩa của cái bông hồng mà được cài lên trên ngực áo có ý nghĩa gì không? Bông hồng cài lên trên ngực áo tượng trưng cho là những người còn có mẹ. Còn có ba mẹ, chứ không phải là chỉ còn có mẹ. Còn nếu mà những người mà mất ba mẹ thì mình sẽ cài bông gì? Dạ, những người mà không còn ba mẹ nữa thì mình sẽ cài bông màu trắng. Giỏi quá. Hôm nay thì thật là một ca khó cho huấn luyện viên của các con. Bởi vì sao? Các con diễn những vòng trước, cái gì hay, cái gì đẹp thì con đã làm rất là nhí nhảnh hồn nhiên. Thì vòng này huấn luyện viên lại khai thác cái chiều sâu của tình cảm yêu thương gia đình và nhất là của người mẹ. Chú Bạch thấy rất là vui và cảm động nữa khi bạn Quỳnh Thi là đưa tay ra trong câu hát của bạn Phương Vi. Phương Vi thì hát nhưng bạn Quỳnh Thi hôm nay đưa cái tay ra diễn thay cái cảm xúc của người bạn mình. Chú nghĩ đó là một cái sự ăn ý của cặp song ca với nhau, hỗ trợ với nhau hết mình, và điều đó vô cùng quan trọng để các con thành công cho những bài hát tiếp theo. Cảm ơn chú. Mời gia đình nghệ sĩ Đại Nghĩa và ca sĩ Cẩm Ly. Bài hát này cũng chẳng đòi hỏi tụi con phải cần cái kỹ thuật gì hết, chỉ cần hát rất là mộc. Cái cô cảm thấy vui và hạnh phúc nhất là con đã chạm được cảm xúc của các huấn luyện viên ở đây. Và cái điều mà cô nói với Quỳnh Thi, con bị cái gì, cái micro thì sao? Là phải để sát vô. Cho con có một cái tật là con cứ để rất là xa như thế này. Mà khi mà mình hát càng thấp không nghe, con để xa nó là lại sẽ không nghe nữa. Hiểu không? Những cái đó cô chỉ rất là kỹ. Cho nên là con phải cố gắng khắc phục. Bài Cây Vĩ Cầm. Dạ. Có hiểu bài này là gì? Con biết bài này chưa? Dạ, con. Có nghe bài này dạ. Rồi ha? Mà mình phải học để hiểu, để hát bằng cái tình cảm của mình, bằng cái sự am hiểu của mình về cái bài hát. Ok, chia câu ra ha. Cây vĩ cầm. Giọng hát của Kiều Vi và Ánh Tuyết á, thì hai cái chất giọng dĩ nhiên là sẽ có màu sắc khác nhau, nhưng mà cùng chung một cái chất, nó cũng nhẹ nhàng, nó cũng có thể hát được mấy cái dạng mượt mà. Cho nên đó là lý do mà Trang sắp xếp cho Ánh Tuyết và Kiều Vi sẽ bắt cặp chung trong cái đợt này với ca khúc Cây Vĩ Cầm. Cho nên cái bài Cây Vĩ Cầm
nó vừa sức với các bé để thể hiện một tình cảm mà các bé đang sống trong vòng tay yêu thương của ba mẹ. Nhưng các bé phải tập trung nội tâm và giọng hát để làm sao người thân của mình cảm động thì khán giả sẽ cảm động. Bây giờ mình phải tìm cho mình một phương pháp hát làm sao. Một là cây ví cầm, hát đơn giản lại. Còn nếu mà Nhắm đã luyến được chữ đó thì hơi cây ví cầm ta đi ba đi ta, nó phải có viết sắc thái. Chắc là nửa công đi cơm. Đó là cái cơ hội cho mình kể chuyện, hát gãy gọn cái chỗ đó lại. Hy vọng là các con hiểu được bài hát, tập cho thật là kỹ cùng với phần dàn dựng rất là đẹp, là bật mí không có nói ra trước hết. Các con sẽ có một ca khúc rất là giàu cảm xúc. Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo trên sân khấu của chúng tôi là một sự kết hợp giữa hai giọng hát. Đây là hai giọng hát lần đầu tiên kết hợp với nhau, nhưng có một sự ăn ý trong cách thể hiện. Cả hai sẽ thể hiện một ca khúc vô cùng xúc động về một người cha rất yêu thương con gái của mình, nhưng có lẽ số phận run rủi, sinh trưởng trong một gia đình khó khăn, không biết làm cách nào để con của mình có cơ hội được đến trường học tập. Người cha đã bắt buộc bán đi cây vĩ cầm quý giá nhất ở trong nhà để giúp cho con mình có thể vượt qua những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc Cây Vĩ Cầm và hãy cùng chào đón trên sân khấu phần thể hiện của Kiều Vi và Ánh Tước. Như đàn nam xưa, đôi tay hàng
vào hiên nhà ngóng trông tiếng vi cầm ru dương. Mùa gió trôi đi thu sang cuối hạ, cây bằng dục lá mùa đông. Thời gian cứ trôi, cha tôi cứ già. Cây đàn chẳng thấy quý vị, một câu chuyện vô cùng xúc động với phần thể hiện của Kiều Vi và Ánh Tuyết, với phần thể hiện của câu chuyện một người cha đã kiệt quệ và bán đi một nửa linh hồn của mình, đó là cây vĩ cầm, với phần thể hiện của nghệ sĩ Huỳnh Huy và nghệ sĩ Thanh Tâm. Thanh Tâm là cô bé học viên ưu tú trong lớp học khi mà đã đạt giải cao của cuộc thi tự tài siêu nhí, và ngày hôm nay đã quay trở lại để mà hỗ trợ cho tiết mục này. Xin hãy dành một tràng pháo tay cho bốn gương mặt nổi bật của chúng ta. Cảm ơn rất nhiều. Trong lúc biểu diễn thì Nguyên Khang cũng có kịp liếc nhìn hàng ghế của huấn luyện viên, thì thấy huấn luyện viên Thanh Bạch đã lấy khăn mùi xoa của mình ra để chậm nước mắt với phần biểu diễn này. Trước khi những huấn luyện viên khác chia sẻ thì xin phép được hỏi anh vì sao lại rơi nước mắt với câu chuyện này. Thật ra thì có thể nói những cái chặng đường mà chúng tôi đã trải qua từ những lúc khai bài, các bé đã hết sức nỗ lực và làm trong một cái không gian mà khi sự kết hợp đa chiều giữa múa, giữa âm thanh, ánh sáng đã tạo nên một cảm xúc rất là dân tràn. Và như Nguyên Khang cũng như quý vị cũng biết, cái nghề biểu diễn nó nghiệt ngã. Trên sân khấu nó là một cái gì đó mà khi đời người đã trải qua thì mới hiểu rằng là cái nghiệp cầm ca nó rất là nặng. Ai đã vướng rồi thì khó mà có thể bỏ đi. Cho nên nó nhiều cảm xúc nó cộng lại trong cái bài hát này. Dạ, xin cảm ơn anh. Xin mời huấn luyện viên Duy Trì. Tôi thấy đây là một cái tiết mục mà rất là tâm huyết của huấn luyện viên của con, và con nên cảm ơn hai vị huấn luyện viên của con vì cái điều này. Còn về cái giọng hát của hai con thì hôm nay hai con hát khá ổn, tròn trịa. Nhờ cái sự mộc mạc thì cái tiết mục con nó mới trở thành hoàn hảo hơn. Cảm ơn con. Và xin phép được mời vị huấn luyện viên mạnh mẽ nhất, nhưng mà có vẻ như trái tim rất là yếu đuối khi thỉnh thoảng cũng rơi lệ. Dạ, anh Nguyễn chia sẻ anh. Khi mà hai con hát, phía sau là cái màn ảnh múa bóng. Lúc đó chú tập trung, chú nghe và nhìn các con hát nhiều. Cái hình ảnh phía sau nó là background cho con thôi. Rồi khi người cha xuất hiện trên sân khấu múa cùng với hai con, quá đẹp. Nhưng mà đến khi hai nghệ sĩ múa của chúng ta tiến lên phía trước, mà hai người đó múa đẹp quá con ơi. Phải chi mà họ ra họ chỉ diễn minh họa thôi đó, nó khác. Đằng này họ diễn cả một bài múa đương đại rất tuyệt vời. Thành ra vô tình chứ không phải là cố ý, mà cái sự cuốn hút nó lại tập trung vào hai người nghệ sĩ múa đó. Nhưng mà dù sao phải nói rằng đây là một tiết mục được đầu tư, và các con đã hát tốt cái bài hát của mình, cũng như là đẩy được cảm xúc đến cho tất cả mọi người xem. Cảm ơn hai con rất là nhiều. Đầu tiên cô xin chân thành cảm ơn chú Đại Nghĩa, cô Cẩm Ly, cô Thu Trang và chú Dương Triệu Vũ đã cho tụi con những cái ý kiến nhận xét rất là chính xác. Giọng hát là một chuyện, bản lĩnh sân khấu lại là một chuyện khác, và tụi con cần phải rèn luyện cái điều đó. Sau bao nhiêu cái tranh luận ở trong chính cái tim của mình giữa các cô chú với nhau để mà đưa cho tụi con một cái ca khúc và biến tất cả những cái ý tưởng đó trở thành hiện thực, để có những cây đàn đẹp ở đây, để có chú Huy và chị Tâm ra diễn cho tụi con. Đó là một cái nỗ lực rất lớn của cả team của mình, của cả tập thể của đội của mình.
đó là cái cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô xin chân thành cảm ơn tụi con đã cố gắng nỗ lực hết mình. Lành. Trời ơi, đi đòi nợ cũng không có gì để xiết nợ là sao vậy hả? Tôi khổ quá mà. Bây giờ sao cô lên tiếng giùm tôi coi. Chị Tám ơi, chị ráng chị thư thả chị giúp giùm vợ chồng em. Em hứa là vài bữa nữa rồi em trả cho chị. Tại vì gần nửa năm nay chồng em trở bệnh nặng. Rồi bao nhiêu tiền em mừng được em gom góp em chạy chữa bệnh cho chồng em. Nghèo còn bệnh nữa. Lại đây, bây giờ coi như tôi tính vậy cho cô nè. Nhà con nhỏ gái lớn á, tôi quen mấy cái mối ở trên huyện đó, mấy ông ở trển có tiền dữ lắm. Bây giờ á, tôi giới thiệu làm vợ bé anh ta, làm vợ bé thôi có tiền trả nợ, chịu không? Con bé hai nó còn nhỏ quá, làm bé người ta tội nó lắm chị. Nghèo làm bé mà còn tội vậy, tiền tôi ai tội cho tôi? Còn con Út nè, đúng không? Tôi quen mấy cái mối mà nhà mấy ông giàu mà cờ tiểu thư công tử vậy đó, vô làm người hầu hen. Người ta không có đánh đập gì đâu, lâu lâu á tiểu thư nhéo hay là giật tóc rồi bầm mình bầm mẩy vậy thôi, không có mà bị què quạt gì đâu, được không? Em biết là chị thương em, chị thương gia đình em, chị muốn vậy là chịu đúng không? Nhưng mà chị ơi, con bé Út nó nhỏ quá, rồi nó ham chơi, rồi nó vụng về lắm. Mà lỡ có xảy ra chuyện gì á, cả nhà em, mấy cái mạng đền không nổi chị ơi. Sao nghèo mà trả treo dữ vậy? Lúc mượn tiền tôi không trả treo vậy đi. Thực sự là vợ chồng em không biết tính làm sao hết chị ơi. Được rồi, để ông trời tính. Đây, tôi cho cô hai cái bánh. Đây, cái bánh nhân thịt, còn đây là cái bánh nhân ngọt. Cô về cô cho hai đứa con gái của cô đó, đứa nào mà ăn trúng cái bánh nhân thịt thì coi như là số trời đã định, đứa đó phải ra đi kiếm tiền để mà trả nợ cho gia đình. Chị Tám ơi, em lại chị. Chị cũng làm mẹ, chị cũng hiểu, đứa nào cũng là con em đứt ruột đẻ ra. Làm sao mà em cho con em nó chọn như vậy được chị? Cả nhà ôm nhau chết chùm, hay là một đứa ra đi kiếm tiền để mà còn sống sót á, thì tự mà suy nghĩ đi. Chị Tám ơi, chị Tám, chị Tám ơi. Mẹ, mẹ ơi, con về rồi nè mẹ. Mẹ nghe nè. Mẹ ơi mẹ. Ủa, cái Út của mẹ về rồi hả? Mẹ, nhìn nè. Trời đất ơi, giỏi quá à. Mót được nguyên một rổ khoai đầy luôn. Mà đói bụng chưa? Dạ đói. Vậy giờ mẹ vô mẹ luộc khoai cho Út ăn liền nha. Dạ. Mẹ, hôm nay nhà có bánh, mẹ luộc khoai làm gì? Có bánh. Khoan con ơi, cái bánh đó thơm quá. Đây là bánh nhân ngọt, đây là bánh nhân thịt, em sẽ ăn bánh nhân thịt. Chị hai, bữa nay Út giờ chị hai ăn cái bánh nhân thịt này nha. Em không chịu đâu, chị hai nhường bánh nhân thịt cho em. Mẹ cho phép con được ăn cái bánh nhân thịt này nha mẹ. Út ơi, hai ơi, hai. Bánh nhân thịt của người ta con được cũng đã ăn rồi. Hai, mẹ con biết hết mọi chuyện rồi. Chuyện này chỉ có con với mẹ biết thôi nha. Mẹ đừng có cho con Út biết nha mẹ. Nha mẹ, con ăn, con ăn hết cái bánh này. Hồi nãy á, chị ai được ăn bánh nhân thịt rồi. Bây giờ mẹ còn cho chị ai cái khăn nữa. Sao mẹ thương chị ai quá vậy? Thôi mà,
Con của mẹ đứa nào mẹ cũng thương hết. Sao rồi? Đứa nào là đứa ăn bánh nhân thịt hả cô Lành? Dạ con. Được rồi, theo dì Tám dạ. Lên trên huyện nha con. Cho con nói với em con câu cái gì Tám. Nhanh. Dạ. Út ra đây. Kể từ hôm nay Út thay chị hai chăm sóc cho cha mẹ. Chị ơi đừng có đi mà, lần sau em sẽ ngoan, em không dành đồ ăn của chị nữa đâu. Bánh nhân thịt từ nay sẽ không ai dành với em nữa hết nha. Thưa cha, thưa mẹ, con đi. Chị ơi, chị ơi đừng có đi mà, chị ơi. Đi. Chị ơi. Chị ơi đừng có đi mà, chị ơi.
Và đó chính là Phương Nhi. Khi mà ngồi phía dưới lắng nghe tiết mục này, chúng mình thì thấy cô Việt Hương cũng rất là xúc động. Không biết là cảm giác của cô Việt Hương như thế nào ạ? Cô không có nghĩ là Phương Nhi là thi hát, tưởng con là thi kịch. Con là diễn đúng cái cảm xúc của con luôn. Nếu mà hồi nãy con diễn kịch thì con cũng thành công luôn nữa. Lúc chị đi đó, con đẩy luôn hết cảm xúc của cô Thương hết sức luôn. Thì lúc đó con lại thi hát. À, cho nên là cảm ơn ai đã dựng cái vở kịch này. Đặc biệt cái bạn hỗ trợ đó, cái bạn tên Tám đó, đã hài đẩy luôn đi, đặt bản tên Tâm đi. Chỉ có Tâm quá, cho mượn tiền lời còn những gái người ta đi bán mất. Dạ. Phương Nhi á, lúc mà mẹ cho cái bánh lần thứ hai, Giang tấu vô con hát trở lại đó, thì tại vì cái bài này vô tình mấy cái câu đầu nó hơi bị thấp, cái cảm xúc nó lên cao, cái con vô nó bập bùng. Nhưng mà nếu mà để thi một tiết mục thôi mà dàn dựng có diễn viên diễn hỗ trợ đà đâu ra đó, cái phần kịch lót cho cái phần ca rồi phần ca giả lại phần kịch, quá hay. Em cảm ơn cô. Cô Mến thấy sao cô Mến? Ai cô Mến xúc động quá nè. Nhà cũng có hai chị em vậy hả? Em là cô chị hay cô em? Cô Mến là người ăn bánh nhân thịt á. Nhỏ em giờ không chừng nó đang bán bánh bò bánh tiêu đâu dưới quê đó. Em Mến ơi, em có khổ ở nơi nào em nhớ liên lạc chị nha em Mến. Em ở Việt Nam mà chị em ở bển. Nói chung là mãi đến lúc mà cái người chị xuất hiện lại thì lúc đó em nhớ về chị của mình thôi, chứ không gì hết. Em ơi, cái người chị ở trong cái này đó là người ta bận cá bà Ba Hồng đó em, có nghĩa là người ta đã thành đạt. Bà chị em chắc cũng mở 10 cái tiệm nail ha em. Không, chị em mở spa. Trời ơi. Dạ, chị á chị, dạ. Chị của con Mến ơi, dạ, nhờ chị ăn cái bánh nhân thịt. Rồi chị qua bên đó chị mở 7-8 tiệm thì ba. Nhỏ em ở nhà ăn bánh nhân ngọt. Nó nhảy quá chị ơi, nhớ gửi về cho nhỏ con Mến. Dạ. Chị nhắn rồi, bớt khóc đi Mến. Ừ, nha. Dạ, xin được cảm ơn chị Việt Hương rất là nhiều. Còn chị Đăng Trang thì sao, xin mời chị. Đây là vở ca kịch có nội dung rất là xúc động. Đồng thời thì giọng hát của con cũng khá là tốt. Mặc dù đúng là cái lúc mà con quá xúc động thì con hát có hơi chệch choạng chút xíu, nhưng mà phần sau thì tốt hơn rất là nhiều. Cô chúc mừng con. Con kính chào bốn huấn luyện viên. Con tên là Nguyễn Thị Phương Trinh, con đến từ thành phố Đà Nẵng. Ủa, năm nay con 10 tuổi. Đà Nẵng nữa, nghe rồi biết Đà Nẵng rồi. Hôm nay con sẽ hiện ca khúc Ngọn Lửa Cao Nguyên. Mong mọi người và bốn huấn luyện viên cùng lắng nghe. Một ngọn lửa ông bồi hồi.
Một người bấm. Tiết mục quá hay thì để mọi người tập trung lên sân khấu. Cô bấm đây á là cô khen con, nghĩa là một cái tiết mục của con quá hay đi, chẳng lẽ có một người chọn. Nhưng mà cô mến nè, thấy rồi nha. Cô vẫn động đó khuyên đó. Con rằng là thôi con nên về đội chú Đại, bởi vì là đội cô đã có một màu giống như con rồi. Thôi bây giờ quan trọng là con muốn về đội nào. Nếu mà con vẫn muốn về đội của cô Tố My và cô Mến thì con cứ việc chọn con nha. Cô My nói rồi. Ok. Ok, con cứ chọn Đại ơi. Đại, ủa sao đổi đội luôn rồi? Lửa quá trời lửa luôn. Cô thích lửa lắm. Thật sự là bây giờ là cái tâm trạng của thầy Đại là rất là hoang mang. Bởi vì là cái tình đồng hương á nó dữ dội lắm. Con ơi, đội cô My rất là nhiều đồng hương rồi. Thôi bây giờ cô My ngồi không nói gì hết. Thầy Đại cảm ơn con đã đem đến một cái phiên bản ngọn lửa cao nguyên quá tuyệt vời. Nó rất lạ, hát một cách rất là lửa và rất đúng với tinh thần của bài. Còn những cái chỗ khác con hát một hoàn toàn một kiểu rất là Phương Trinh, máu nghệ sĩ của con. Và con nên về đội của thầy đi. Bây giờ là thầy có một cái chiêu mà át chủ bài thầy đang để dành là từ đầu tới giờ rồi, thầy thôi chưa có sử dụng. Con ta đó là thầy nói là con nuôi của thầy đó là Quán Muôn mùa trước á, tới đây ủng hộ thầy. Ngô Quốc Dương ơi, con nói bạn về đội của ba Đại đi con. Giỡn ta cho Quốc Dương, Quán Quân của mùa thứ hai. Rồi, con trai, hôm nay là ba nuôi con đem con lên sân khấu là thấy ở dưới là đuối lắm rồi mới đem con lên. Thì con nói một câu gì đó cho bạn Phương Trinh, bạn thích rồi bạn về đội của ba nuôi con đi. Nè, nhìn vô ánh mắt của Phương Trinh mà nói chuyện. Đỏ mặt rồi kìa. Thấy người ta đẹp quá rồi, đứng rồi rung rồi không nói được. Á chủ bài gì kỳ vậy? Không phải, con anh vậy á, hãy gặp mà em bạn gái nào đẹp là vậy đó. Trời ơi, mắc cỡ liền à. Nói đi kìa, nói với người ta một câu đi, cái tay gì quèo 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 đấy. Con mạnh mẽ lên con. Bỏ vô túi đi lên. Mày mẹ lên. Rồi. Tay con lạnh. Tay con lạnh, trời ơi. Dưới nhan sắc này tay lạnh quá mọi người ơi. Rồi nói nè. Về đội ba Đại thì con thấy rất là vui. Về đội ba Đại thì con cũng thấy rất là may mắn. Em ơi, hãy về đội ba Đại đi. Trời ơi, nó sẽ đáng yêu quá. Phải rồi, dễ thương và duyên dáng. Con nói lại câu em ơi 10 lần đi. Con như vậy mà con sao con gọi là dám nói là em nghe, ơi. Nghe nào, nghe lại em ơi, ngọt dễ sợ. Tiếp nói câu em hay đi con. Con rất là thích, duyên để quá. Để cho hai đứa nhỏ nó tâm sự.
Trời ơi, đâu phải là lúc nào cũng có thời gian để gặp nhau. Bây đây giờ là Quốc cái Dương duyên mà không thuyết phục bạn này á, dài dài nói nhiều nhiều là cô mến lên, cô mến giành á. Em ơi, về đội của Ba Đại thì em sẽ gặp được anh. Đây là át chủ bài thật sự. Thôi như vậy đủ rồi. Anh về dưới, anh dắt át chủ bài qua về dưới. Đội của Ba Đại thì em sẽ được quán quân với anh. Đằng này em sẽ được gặp anh. Trời ơi, chiêu trò dụ dỗ con gái tôi. Con đừng để, con đừng bị phân tâm bởi nhan sắc của anh ấy. Con phải tập trung vô ngày hôm nay. Con nhận được hai sự lựa chọn đó từ hai lớp học. Cho nên là bây giờ con sẽ phải quyết định về lớp học của đội nào. Con cảm ơn hai đội ạ. Dạ, con về với cô Phạm Lịch. Và chú Quốc Tài. Yeah, đi con. Yeah. Yeah. Hey. Hey. Dân làng đi hết rồi, ở đây chỉ có con mà thôi. Con xin tự giới thiệu, con là cô bé Mộng Mơ. À, con giới thiệu cho mọi người nghe nha. Đây là cái giếng thần. Tức là mọi điều ước của mình chỉ cần thi thầm vào trong cái giếng này thì sẽ thành hiện thực. À... Chú mệt không chú? Mệt, con mệt. Con cũng mệt. Vậy nghỉ đi. Nghỉ đi. Ơ mà khoan, chú là ai? Tại sao lại ở đây? Chú là thủy thủ. Cái tàu chú nó bị đắm ở ngoài đây nè. Chú sửa xong rồi, cái chú tính đi về. Cái tự nhiên chú thấy đói bụng quá, cái chú vô đây tìm đồ ăn. Vậy chú đợi con một chút để con hỏi ý kiến cái giếng thần có cho chú lại không cái đã. Giếng thần? Dạ. Có cho chú lại không? Không. Đó, đâu cho chú lại đâu. Vậy còn chú... giúp tiếp. Chú đi về đây. Ông Mộc Khoan. Hả? Hồi nãy chú nói chú làm nghề gì? Chú là thủy thủ. Thủy thủ? Ừ. Vậy thôi chú đừng có đi, chú lại chơi con đi. Đâu có được, hồi nãy giếng thần đâu có cho chú ở lại đâu. Ủa, đâu có đâu, nó cho chú lại mà. Rõ ràng hồi nãy nói là không, không, đi về đi. Chú lộn mà, để con hỏi lại ý kiến cái giếng thần cái đã. Đâu hỏi lại được coi. Chú đi hay ở? Đó, chứ cho chú lại mà. Cái giếng gì đâu mà lật mặt thấy ớn luôn á. Thì chú ở lại. Ủa mà chú có chắc chú là thủy thủ không? Chú là thủy thủ nha, chú làm hơn 10 năm rồi đó. Chú đi được rất là nhiều nơi luôn. Chú sướng quá à. Con cũng ước trở thành thủy thủ. Con ước mơ trở thành thủy thủ đúng không? Dạ. Lại đây chú hỏi cái này cái. Thôi nghe nè, bây giờ á, con phải trả lời thật lòng cho chú biết. Tại sao con muốn trở thành thủy thủ? Nếu con trở thành thủy thủ, con có thể đi thăm bà con đó nha. Đi thăm bà? Dạ. Ủa mà ba má con đâu mà để bà con lên đên ngoài biển à? Con mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Con nghe ông trưởng làng nói có một con bão đã cuốn trôi gia đình con ra ngoài biển. Bây giờ con không còn ba mẹ nữa. Nhưng mà ông trưởng làng cũng có nói bà con còn sống. Nhưng mà bà con đang ở một đất nước rất là xa xôi. Cho nên con muốn trở thành thủy thủ để được đi tìm bà. Thank you.
nào của con ở đất nước nào? Dạ ba con ở đất nước Việt Nam. Việt Nam? Dạ. Chú có biết đất nước Việt Nam không chú? Chú à, chú không biết đâu, con cứ vô đi ngồi đi, con kể cho chú nghe nha. Ladies and gentlemen, welcome to the Việt Nam. Dạ thưa chú, Việt Nam có ba miền Bắc, Trung, Nam. Mỗi miền có phong tục, tập quán và đặc sản khác nhau. Thôi bây giờ con với chú cùng đi qua đất nước Việt Nam. Con, làm gì vậy? Dạ chạy xe đạp. Chừng nào mới tới? Đỡ hơn đi bộ chú ơi. Hợp lý, lên xe. Đi. Tới rồi. Xuống xe. Ôi. Tới đâu rồi con? Dạ thưa chú, mình đã tới Hà Nội. Đẹp quá con ơi. Ủa con làm gì vậy? Dạ con đang thi áo dài đó chú. Thước tha ghê gì đó. Hà Nội đẹp lắm chú ơi. Ê à, cái gì vậy? Hồ Gươm. Đâu? Ồ. Cái gì nữa? Chùa Một Cổ. Đẹp quá. Ồ à, cái gì hoài vậy? Hồ Tây. Đâu? Yeah. Hà Nội hả? Người Việt Nam đẹp quá chú ơi. Dĩ nhiên rồi. Bây giờ mình lên xe đi tiếp nha. Dạ, mình sẽ tạm xa Hà Nội, mình sẽ đi vào miền Nam. Lên xe. Hi. Đi thôi nào. Sao lại vậy? Hả? Chú phải ôm chặt con vô. Tại sao phải ôm chặt? Dạ, mình đi qua đại Hải Vân. Hợp lý. Ơi con ơi, con làm gì vậy? Dạ này mình đi qua đèo, mình đi xe máy nó mới nổi chú ơi. Thông minh đi. Con sao vậy con? Con bị say xe quá chú ơi. Rồi đi xe máy cũng say xe nữa con. Dạ. Tới chưa? Ý chú, kia là Huế kìa chú. Huế hả con? Ồ, kia là Đà Nẵng. Ý Cầu Rồng kìa. Ồ, những cái núi cao cao kia đó là Tây Nguyên đó chú. Hèn chi dôi quá trời. Chú đánh à? Không chú? Đánh. Chụp hình giùm con đi chú. Rồi quay lại đây chú chụp cho. Ủa chụp con gì vậy? Chụp ngoại cảnh kìa. Ủa mà con chụp ngoại cảnh chi vậy? Dạ em tặng cho bà con. Có hiếu dễ sợ. Đi tiếp nghe. Dạ. Tới rồi chú. Xuống xe. Tới đâu rồi con? Dạ thưa chú, mình đã tới miền Nam. Con mời chú đi theo con. Con mời chú lên ghe. Đi ghe hả con? Dạ. Ủa chứ bị gì hả chú? Ghe lắc quá con ơi. Ơi con sao vậy? Ghe lắc thì chú ơi. Hợp lý, hai đứa đi chung ghe. Đi. Đi. Ở đây rất là nhiều sông và trái cây đó chú. Đúng rồi, bởi vì đây là đặc sản của miền Tây mà con. Dạ. Cô ba, lấy cho con trái sầu riêng. Cô bảy, lấy cho con chuối chôm chôm. Trời ơi, khách quen mà, bớt đi vậy nha. Chú để giùm con chú. Cảm ơn chị bảy nha. Ê con ơi, ở đây có hai người thôi, mua nhiều trái cây quá ăn làm sao hết. Ủa đâu mua cho chú đâu, con mua cho bà con. Nó lại có hiếu rồi. Mà con ơi chú hỏi nè, bà con ở đâu vậy? Dạ bà con ở miền Tây. Miền Tây. Ủa sao ở miền Tây mà nãy không đi thẳng tới miền Tây đi ra Hà Nội chi con? Ủa chở chú đi khám phá mà. Trời ơi có tâm ghê vậy đó. Mà con ơi con chèo nãy giờ tới đâu rồi? Dạ tới rồi chú. Trời ơi nó đi ghe mà nó thắng như đi xe vậy đó. Ủa con làm gì vậy con? Dạ con đang cắm xà trên bờ kinh nghe bảy. Ê trời đất ơi. Ủa là nãy giờ mình chèo tới Hậu Giang rồi hả con? Dạ bà con Hậu Giang mà. Mèn đen ơi, dễ thương quá. Xong, mình đã đi qua khắp đất nước Việt Nam rồi đó chú. Trời ơi con ơi, con rất là thông minh. Nãy giờ chú để ý nha, là con là tìm hiểu đất nước Việt Nam rất là kỹ luôn, đúng không? Dạ đúng rồi. Ủa sao con thông minh vậy, sao mà ai chỉ con mấy cái này? Dạ bà con. Bà, ủa con chưa gặp bà con bao giờ, sao bà con chỉ con được? Bà con viết thư cho con nè. Hợp lý luôn ha. Ý, con, bà con còn dạy con gì nữa không? Dạ, con. Trong cuộc sống này ai cũng phải có một ước mơ. Chỉ cần mình biết ước mơ thì mình sẽ được hạnh phúc. Trời ơi. Con ơi con, nói nghe nè. Con rất là may mắn khi mà có một người bà như vậy. Bà con dạy con rất đúng và rất hay. Và hôm nay chú quyết định là sẵn gặp con đây, chú kể cho nghe một bí mật luôn. Bí mật gì hả chú? Đó chính là chú
cũng là người Việt Nam. Chú là người Việt Nam. Ủa sao nãy giờ chú không nói? Có cho nói đâu, mới mở miệng đã nói chỉ thẳng vô mặt nó quy định không biết Việt Nam, trong khi người ta sinh ra ta lớn là ở Việt Nam. Chú là người Việt Nam. Chú là người Việt Nam, vậy chú cho con đi đi. Ừ, chú thấy là nãy giờ con rất là ngoan, rất là thông minh. Và đặc biệt nha, con là một đứa trẻ rất là biết là cố gắng để thực hiện ước mơ của mình. Cho nên chú sẽ đem con đến đất nước Việt Nam để con tìm bà của con. Dù sao ở đây con cũng đâu còn người thân, đúng không? Vậy bây giờ con chịu không? Dạ chịu. Vậy thì bây giờ mình hãy cùng nhau tiến về đất nước Việt Nam. Trời ơi, con lanh quá trời lanh, giờ không biết phải nói như thế nào đây nè. Cái này là nghề của Hương với Nghĩa đó. Chắc chị nhờ nhường lời cho Nghĩa. Nhưng mà chị chỉ có nói một ý thôi, là con có biết công ty Sen Vàng này là một trong những công ty tổ chức thành công Hoa hậu Việt Nam không? Và con là một trong những người ứng viên mà cô nghĩ là con đủ tuổi nên đi thi. Tại cái mặt con đẹp rất là truyền thống. Cái nhất thứ hai nữa là con có năng khiếu. Ngoài diễn kịch thì cô nghĩ con biết nhảy múa. Nếu hát nhẹ nhẹ con cũng sẽ làm được. Rất đẹp, rất xinh. Cảm ơn con. Dạ. Nhớ nha, hôm nay là con nhiêu tuổi rồi? Dạ con 9 tuổi. 9 tuổi vậy cô đợi. 10 năm sau đi thi con. 9 năm thôi cũng được. 9 năm sau bằng Trần Tiểu Vi. Một trong những công ty uy tín là công ty này tổ chức Hoa hậu nha. Rồi còn phần kịch thì chắc để cho chú Nghĩa đi. Chú Nghĩa thấy sao ạ? Trong cái nghề diễn ấy, con biết khó nhất là cái gì không? Dạ không. Là đọc diễn. Tức là diễn một mình trên sân khấu á. Một mình làm chủ tất cả mọi cái. Mình phải nói về tình huống này, mình ứng phó với tình huống kia. Mà phải làm sao để thu hút, phải hấp dẫn người xem không có rời mắt khỏi mình. Là bởi vì trên đây không có cái gì khác. Cái gương mặt con biểu đạt được tất cả những cảm xúc khác nhau. Mà con lôi cuốn tất cả mọi người từ giây phút đầu tiên khi con xuất hiện. Rồi khi mà cái chú Phúc đến diễn cùng với con cũng vậy. Chú là diễn viên chuyên nghiệp, nhưng mà con không hề bị chú làm mờ đi một chút nào cả. Con vẫn là một cái điểm rất sáng trong cái tiết mục này. Đặc biệt chú thích ở cái chỗ mà con ngồi con nói, con tâm sự về gia đình của con, về ba mẹ của con. Quẹo bi đó. Con đang rất là tưng bừng náo nhiệt, con quẹo vô bi cái làm chú Nghĩa với cô Hương cũng giật bắn mình luôn. Sao nó vô bi lẹ ngọt vậy? Với lại rất là khó nha con, bị gì cái tông nói của con đang rất là cao, rất là nhanh, đến khi mà mình muốn dẫn dắt khán giả nghe cái tâm sự của mình thì cái đó rất là khó đối với một người diễn viên, mà con chỉ là một đứa con nít thôi. Con làm được điều đó. Mà cái chỗ đó con diễn rất là nhẹ nhàng, chứ không có bị sướt mướt. Con bình thản, con nhẹ nhàng lắm. Mà chính cái sự nhẹ nhàng nó làm người xem bị nhói tim. Chứ nếu chỗ đó mà mình diễn, mình khóc lóc hay mình vô nó quá mùi mẫn thì nó lại không hay nữa. Chú Nghĩa coi rất là nhiều bạn nhỏ diễn kịch rồi, trong rất nhiều chương trình. Nhưng mà khi mà các bạn nhỏ nhỏ vậy nè, khi mà diễn kịch rất là dễ bị gọi là diễn giả đó. Đúng rồi. Diễn bị giả rất là cô sợ lắm. Còn con ở đây con diễn thật lắm luôn á. Có những cái tình huống này vô lý, nhưng mà bởi vì con diễn rất chân thật và con tin vào cái điều con đang làm, và con làm cho tất cả mọi người tin theo con, thì đó là cái điều mà rất là tốt. Con làm cho cô Trang cười đó. Cô Trang thú vị. Cô Trang thấy tiết mục này sao cô thú Trang? Thú vị, cô Trang cười. Cái vai diễn của con á là nó là cái hình ảnh của cái bạn Moana. Trong cái phim hoạt hình Moana, con có biết cái phim hoạt hình đó không? Dạ biết. Rất là đẹp, rất là dễ thương. Con ở đây cũng có được tất cả những cái điểm cái cô bé đó. Con rất là lanh trí, rồi con có thể biểu diễn được tốt ở chỗ là con chuyển nhiều màu sắc biểu diễn khác nhau ở trên sân khấu ha. Và cái cô thích là con có tiếng nói sân khấu vô cùng tốt. Giọng nói của con rất là sắc bén và nó phù hợp với tất cả những cái màu sắc cho cái vai diễn của mình khi mà con diễn. Cô rất là thích con và cô thấy con sẽ là một gương mặt ấn tượng của thử tài siêu nhí mùa 3 này. Chúc mừng con. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Em thì em lại quá ấn tượng với cái lúc mà bạn bước vô, bạn làm MC luôn, bạn giới thiệu ba miền. Trời ơi, Nam Bắc bây giờ nè. Bây giờ con trình diễn xong rồi, bây giờ con thoải mái rồi, tất cả những lời khen dành cho con. Bây giờ con giới thiệu giùm chú cái tiết mục tiếp. Hay lắm, bữa nay con gái của cha làm múa rất đẹp nha. Con biết cha hôm nay đi cướp tiếp, nên con múa bài này dành tặng cho cha. Con chúc cha đi cướp vui vẻ nha cha. Trời ơi, con gái tôi nói chút cái tôi thấy nghề cướp nó hả thú vị ghê á. Cha đi cướp, cha nhớ về sớm, chứ con ở nhà một mình buồn lắm. Thiệt ra cha đâu có muốn bỏ con ở nhà một mình đâu. Nhưng mà cha phải đi cướp để cha đem tiền, đem vàng về đây để dành nuôi con. Mai mốt con lớn lên con sẽ có cuộc sống sung sướng hơn. Con nghe cha nói mà con thấy cái nghề của cha nó nhân đạo ghê. Trời ơi, bữa nay ghẹo tôi nữa ha, ghẹo tôi ha. Đứng lại cho cha, đứng lại cho cha. Đây, đứng lại coi chừng té. Bữa nay cha phải đi cướp rất là xa, cho nên con phải ở nhà thay cha canh giữ tài sản này.
Dạ con hứa, con hứa với cha là con không làm cha thất vọng đâu, cha đừng có lo. Trời ơi, giỏi quá. Còn các ngươi nữa, ở nhà là phải chăm sóc cô chủ cho đàng hoàng. Con gái, bây giờ cha phải đi rồi, con ở nhà nhớ ngoan nha, cha dạ sẽ về sớm. Giỏi, về ta sẽ thưởng. Con chúc cha đi cướp mạnh khỏe nha cha. Cảm ơn con gái, tạm biệt con. Tạm biệt cha. Các người đưa ra cho ta. Chúc mừng năm mới. Ủa, nhớ câu thần chú của cha là như vậy mà ta. À, nhớ ra rồi. Happy New Year. Ha, quên mất. Cha mình không biết tiếng Anh. Mệt mỏi ghê. Mệt mỏi ghê. Yeah, mừng quá. Alibaba. Ta đây. Chào cô gái. Alibaba, cha ta đi rồi. Anh hãy vào nhà đi. Cảm ơn cô gái nhé. Mệt mỏi ghê. Mới mời vô luôn chưa làm gì luôn sao mệt mỏi vậy? Không phải, đây là câu thần chú nhà em. À, thì ra đó là cái mật khẩu của cái cửa này. Đúng rồi. À. Nhưng mà Alibaba ơi, cha ta đi rồi, anh hãy lấy vàng bạc châu báu của nhà ta đi. Ôi, cô thật là đáng yêu. À. Có gì đâu, nhà ta có điều kiện mà. Với lại, trong mắt ta, Alibaba là một vị anh hùng. Yeah. Anh Alibaba, ở bên đây nè. Anh Alibaba, dừng tay lại. Cô chủ, sao cô chủ cho Alibaba vào đây? Đây là chuyện của ta, ngươi đừng xen vào. Cô chủ, nhưng mà nếu ông chủ biết được á, ông chủ sẽ la tụi tôi đó. Cô đã làm như vậy nhiều lần rồi. Ta có lý do riêng của ta. Lý do gì chứ? Bởi vì Alibaba là một vị anh hùng. Hey. Chủ, dù đó là lý do đi nữa, cô chủ không được làm như vậy. Ông chủ sẽ la tôi và la cô chủ luôn đó. Các ngươi đừng lo, anh Alibaba đã có em ở đây rồi. Anh cứ thỏa thích mà lấy vàng bạc châu báu của nhà em đi. Mệt mỏi ghê. Chết, cha em về. Bây giờ tao phải làm sao? Anh núp xuống đi, để em với người hầu che vô cho anh. Ồ, em che kính lắm đó. Tại vì cha vừa chợt nhận ra cha không nên để con ở nhà một mình, cho nên cha quyết định hôm nay không đi cướp nữa, ở nhà chơi với con. Khoan cha, con có trò này vui lắm nè. Trò gì? Cha ngồi xuống đi. Cha nhắm mắt lại đi, nếu mà cha mở mắt là thua con đó nha. Anh Alibaba. Bí mật nữa à? Mệt mỏi ghê. Tính bỏ trốn mà. Hay lắm. Con gái, cha rất thất vọng về con. Nếu như ngày hôm nay cha không về đây bất ngờ như vậy thì làm sao biết được hắn ta vô đây để ăn cắp nhà của chúng ta. Còn ngươi, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết tay. Cha ơi, khoan đã. Lỗi là do con. Chính con đã đọc thần chú cho Alibaba vào. Tại sao con lại cho hắn vào đây để ăn cắp vàng của mình, đem về làm của riêng? Cha ơi, con thấy nhà mình quá là nhiều vàng bạc châu báu. Còn Alibaba lấy vàng bạc châu báu về không phải là của riêng cha ạ. Vậy thì hắn lấy về để làm cái gì? Tại vì ông không biết thôi. Anh ta lấy vàng bạc châu báu giúp đỡ cho những người nghèo xung quanh đó cha. Đúng vậy, tại vì ông không biết. Nếu như không có số vàng của ông thì những người nghèo họ sẽ trải qua cuộc sống cực khổ hơn nữa. Đúng rồi, cha tin anh ấy đi. Anh ấy nói thật đó cha, chứ không phải anh ấy nói xạo đâu.
Nhưng mà con gái à, con có biết là cha rất cực khổ mới cướp số vàng đó về đây hay không? Và cha làm tất cả là vì con. Cha muốn con lớn lên là phải sống trong sung sướng, sống trong vàng bạc châu báu. Cha ơi, con không cần sống trong một căn nhà nhiều vàng bạc châu báu như vậy. Con không muốn cha đi cướp nữa. Con không muốn người ta gọi con là con cũng một tên cướp. Con muốn được đi học, con muốn được có bạn bè. Lớn lên, con sẽ giúp đỡ những người nghèo xung quanh giống như anh Alibaba đó cha. Cha xin lỗi con. Vậy mà đó giờ cha cứ nghĩ là cha cướp được nhiều vàng về đây là con sẽ sung sướng, là con sẽ vui vẻ, con sẽ thích. Vậy mà cha không biết được cái con cần nhất là thứ gì. Con gái, cha hứa với con, cha sẽ không đi cướp nữa. Chẳng những vậy, cha sẽ cho con đi học, con sẽ gặp được bạn bè. Cha ơi, cha nói thật hả cha? Cha đừng có nói xạo con nha. Cha nói thật. Anh Alibaba, vậy là ước mơ của em trở thành hiện thực rồi. Vậy thì hay quá. Yeah. Hey, hello. Cha sẽ cùng với con và Alibaba đem hết số vàng này đem phân phát cho người nghèo để chuộc lại lỗi lầm của cha. Tôi đồng ý với ông. Con cũng đồng ý. Vậy thì bây giờ ăn mừng, từ nay cha sẽ không đi cướp nữa. Và đó chính là Minh Vy với tiết mục Alibaba. Con đa năng quá à. 5 tuổi mà cái gì cũng biết hết trơn á. Bây giờ diễn hài cũng làm được luôn rồi, vô bi nữa. Gần 60-70 con người, không ai nhớ quên cái Migo cho nhỏ. Mà con nhỏ tự tin, con nhỏ bình tĩnh. Con nhỏ 5 tuổi đầu mà như 50 tuổi. Đứng lấy cái Migo miệng chỉnh vô cái mỏ hát luôn mới ghê. Như vậy mới thấy con hát live luôn mới ghê chứ. Hả? Ta đã mang có gì hơn? Có tiết mục nào chỉ lắc đâu, tiết mục này chỉ ngồi dưới chị. Phải lắc trước, lắc mụ con nhỏ. Yes. Mà con nhỏ kêu cái... Mà không đưa. Em lo, em lo cái trời bông gì quá. Tôi muốn xỉu, tôi muốn rụng nụ, nụ xém rụng. Trời, tiết mục đó là biết thế nào cũng sẽ phải hát nữa. Mà nhìn anh lúc anh lo liền, lúc con bé nó chưa hoang mang là anh đã lo trước rồi. Anh nói ủa chứ, rồi sao mai đưa micro cho nhỏ hết trơn rồi sao nó hát. Con có chút xíu trên sân khấu thôi, con nhỏ tiếu chiều chiều kìa đó. Mà con ra con diễn, con hát tự tin, mặc dù con hát nó bay, nó lạc. Cái nốt nó bay trên nóc nhà đó, không có đậu xuống được. Nhưng mà bỏ qua cho con được hết. Bởi vì con nhỏ quá mà con 5 tuổi mà con vừa diễn, con vừa múa, con vừa hát. Quá dễ thương, con quá duyên dáng luôn đi. Dạ con cảm ơn chú Đại Nghĩa. Con cô Đăng Trang là sáng đi lên đây là mấy tuổi? 4 tuổi rưỡi. 4 tuổi rưỡi đây 5 tuổi. 4 tuổi rưỡi ở nhà cái gì cũng nói. Xong rồi ra kêu chào cô Việt Hương đi con thì đứng hình. Còn con người ta là đẩy ra một cái mất micro cũng quất luôn. Bởi vậy cho nên là biết tính sao luôn. Sao nữa. Chúc mừng cho đội. Ủa mẹ. Ủa con, sao giờ này con chưa chịu ngủ nữa? Vào trong ngủ sớm đi để sáng mai con còn phải đi học nữa chứ. Dạ. Ủa mà sao mẹ lại khóc vậy mẹ? Mẹ, mẹ đâu có khóc. Mẹ không có khóc. Mẹ lại nhớ cha nữa rồi đúng không? Cô, năm đó trong một cái đêm mưa bão thật là lớn, lớn lắm, mẹ mang thai con bất ngờ đã chuyển dạ. Bằng chiếc xuồng này, cha con đã vượt bão để đưa mẹ lên trạm xá. Cho đến khi xuồng gần cập bến thì giông gió lại nổi lên, chiếc xuồng nó chông chênh, mẹ rơi xuống dòng nước lũ đang chảy xiết. Cha con đã không quản ngại hiểm nguy, lao xuống để cứu mẹ trong lúc mẹ không còn một chút hơi. Cha con đã cô đẩy mẹ vào bờ thì bất ngờ cơn bão lại nổi lớn lên.
dòng nước lũ đã đưa cha con đi trước mắt mẹ. Mẹ ơi, dù đã bao năm nhưng mẹ vẫn tin rằng cha con vẫn còn sống. Cha con đang ở đâu đó? Mẹ chắc chắn rồi, một ngày nào đó cha con cũng sẽ về với mẹ con mình. Tớ là từ phố tướng nghe bao kiếm sắc phóng lên đàn. Vào ra luôn trong tình chàng năm cánh mơ màng, em luôn trong tình chàng ôi gan vàng quằn đau. Sông trôi rất dịu dàng như dải lụa vàng xuôi về phương đông, gành hào ơi nửa đêm mai hát lên câu hoài lang, dần trăng nghiêng xuống trên vạt rừng tôi đây. Mình
Mình về. Mình ơi, mình đi đâu mà sao lâu quá không về với mẹ con em mà mình ơi. Chuyện qua lâu rồi, nhắc lại càng thêm đau lòng. Ráng nuôi dạy con cho tốt nha mình. Lúc nào tôi cũng ở bên cạnh mình, bên cạnh con. Em biết rồi, em sẽ sống mạnh mẽ để lo cho con. Nhưng mình ơi, lần này mình về, mình ở luôn với mẹ con em nha mình. Con của mình, mình ơi, nó lớn quá rồi mình ơi. Mình ơi, nghe lời cha, không có cha bên cạnh, con phải nghe lời mẹ, cố gắng học hành, sau này trở thành một người tốt nha con. Mình ơi, tôi luôn ở bên cạnh hai mẹ con. Đừng bỏ em mình ơi. Tôi không đi đâu hết. Đừng bỏ mẹ con em. Mãi mãi ở bên cạnh hai mẹ con mình. Mình ơi, mẹ ơi, nãy giờ chỉ có con với mẹ ở đây rồi, chứ đâu có cha ở đây đâu mẹ. Mình ơi. Đường dù say ông bến, xin đó đừng phụ nghĩa tàu khang. Đêm luôn trong tình bạn, ngày mỏi mòn như đá dòng phu. Dòng phu dòng luôn trong tình nơ chàng, lòng xin chớ phụ. Đừng lỡ phai quyền cho chàng đặng chớ bình an, mau cho lại gia đàn cho em nhãn nhịp đôi an, mau cho lại gia đàn cho đó chính là Mai Anh. Xin được gửi lời cảm ơn đến với sự hỗ trợ của hai nghệ sĩ, đó chính là nghệ sĩ Thanh Tuấn cùng với nghệ sĩ ưu tú Thanh Hằng. Con rất là may mắn khi con có sự hỗ trợ của cô Thanh Hằng cũng như là cô chú Thanh Tuấn nữa trong cái tiết mục này. Bởi vì cô Hằng diễn quá cảm xúc đi, cho nên là đã lôi kéo cảm xúc của khán giả theo cái câu chuyện của con. Còn về phía riêng con á, thì khi con hát cái bài hát này, chú Nghĩa cảm nhận là nó chưa có ra cái màu của Nam Bộ lắm. Con có một cái làn hơi tốt, nhưng mà ở những cái nốt trầm thì con lại hát hơi bị mờ. Cảm ơn con về những cảm xúc mà con đã mang lại cho mọi người trong tiết mục này nha. Có thể là mình mời được một cái người nghệ sĩ giỏi, nhưng mà sẽ làm lu mờ cái người diễn viên thi. Con là một cái viên sỏi bé nhỏ, va vào với nhau mới nghe được tiếng lạch cạch. Trong khi cái giọng của cô Thanh Hằng, từng chữ của chị nó khắc vô nó đã. Nhưng mà nhạc vô, con vô lại, cô chịu, chúc mừng con. Tiết mục của con đã được sự hỗ trợ và nâng cái cánh ước mơ cho con. Tiết mục quá hay, cảm ơn con. Cảm ơn con. Cảm ơn cô Việt Hương. Mai Anh có một cái giọng hát rất là hợp với dân ca rồi, rất là đẹp, rất là mượt. Cho nên phải cố gắng luyện thanh hơn, mạnh dạn lên để mình có thể đạt được những cái thành tích cao hơn nữa nha con. Chúc mừng con.
cho mà nghe âm hồn này chẳng thể lặng lẽ. Thương cha xót mẹ, thế thì mà phận đời mình chơi vơi. Để mình nói cho mà nghe, hết năm nay mình vẫn còn trẻ. Xuân đến tới rồi nên mình cũng muốn đi chơi. Này là mình đi theo giấc mơ gió mãi gọi mời, nơi vùng tay ấm em chẳng rơi. Qua bàn trắng lơ đầy con bàn đỏ, hương sắc còn chưa phai. Đời mình đâu có mấy vui có sao lại buồn, biết ngày mai chẳng nên hay tròn vuông. Em không bán qua bao giờ rồi, tiếc không một đời đơn cho mà nghe. Dạ, yeah, 안녕하세요. 저는 민수입니다. Sao? Cảm ơn chú. Yeah. Tự trọng. Dạ không, chị em giao lưu bằng tiếng Hàn được ạ. À, có em, con bé nó trả lời em bằng tiếng gì? À, mời con, 저는 민수입니다. And you? À, dạ, con xin tự giới thiệu. À, con nói được tiếng Việt hả? À, vâng. À, vâng, à, con chào mọi người tí. À, dạ, con xin tự giới thiệu. Con tên là Kim Jae Bin. Năm nay con 11 tuổi và con đến từ Bình Dương ạ. Trời đất ơi. Nhưng mà con trai cho chú hỏi nè, thế thì ở nhà con ai là người Hàn Quốc? Là bố con ạ. Bố con, còn mẹ là người Việt Nam. Vâng ạ. Thế thì con có cái tên tiếng Việt không? Dạ hay con có nhưng mà con quên rồi. Trời quên luôn rồi vậy. Dạ chỉ quen là Kim Jae Bin. Con Cam Tú, gửi lời chào đến mọi người nào con. Con xin chào ba vị ban giám khảo, tất cả mọi người đang ngồi ở trong trường quay. Con tên là Võ Cẩm Tú, năm nay con được 11 tuổi. Ồ, bằng tuổi luôn, vỗ tay cho hai tụi con. Một tiết mục rất là giải trí ở phần cuối chương trình đúng không ạ? À? Không biết là ban giám khảo đang nhận thấy như thế nào? Mời anh Hoàng Nhật Nam. Thôi mời cô Khả Như trước đi vì cô Khả Như rất là muốn lên nhảy luôn. Cổ ngồi dưới này cổ cứ lắc lư anh luôn Nam. Này. Em nghĩ là chị Như mà muốn lên nhảy thì nó không có ấn tượng bằng ba giám khảo lên đây nhảy luôn. Một tràng hô tay cho ba ban giám khảo lên sân khấu cho tụi em ạ. Xin mời ạ. Kính thưa quý vị, và sau đây sẽ là một tiết mục đặc sắc nhất trên sân khấu của cặp đôi vàng nhị. Âm nhạc lên. Muốn đi chơi này là mình đi theo giấc mơ sớm mai gọi mời, nơi vòng tay ấm em chẳng rời. Hoa bàn trắng nở đầy con bàn mò, hứa sẽ còn chưa phai.
vũ đoàn mà không có một cái tổ hợp nào mình nó dính với nhau. Đôi khi là người ta nói mà cái sự sáng tạo táo bạo này nó cũng gây ấn tượng. Nếu như quý vị thích thì vỗ tay thật lớn cho vũ đoàn bất đắc dĩ bọn em à. Thế đúng mới rồi. Nói là khó đúng không ạ? À? Cho nên là các con ngày hôm nay rất là giỏi rồi. Nói chung là chú là đạo diễn, chú nói rất là hay, hướng dẫn này kia, nhưng mà lúc lên sân khấu ánh đèn chiếu vào nó không có còn mà tự nhiên chân tay gì cả, cho nên là chú rất là cảm thấy rất là nể, rất là phục tụi con dù là nhỏ nhưng mà có bản lĩnh sân khấu. Dạ con cảm ơn chú. Cảm ơn chị Đoan Trang, cảm ơn chị Khả Như và cảm ơn Hòa Nhật Nam Thông Bình Về. Tụi con phải biết một điều rằng là để mà tạo được một cái truyền cảm hứng, cái năng lượng cho người khác á, là không phải dễ. Cho nên tụi con đã có một cái tiết mục rất là sôi động để khiến cho ban giám khảo lên đây nhảy tưng bừng hoa lá cơ mà, đúng không? Thế thì bây giờ ngồi lại vị trí ban giám khảo của mình thì không biết là cô Đoan Trang có nhận xét và chia sẻ gì với các con hay không ạ? Xin mời cô. Lần đầu tiên thì cô biết tới Kim Jae Bin, nhưng mà cô đã gặp Cẩm Tú ở trong Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí mùa đầu. Con ở bên đội của chú Dương Triệu Vũ đúng không? Dạ. Con có một cái đặc trưng riêng của con là con hát và con có vũ đạo. Đó. Tuy nhiên á, thì cái vũ đạo mình cũng phải tính chút xíu con ha. Tại vì nếu mà vừa hát vừa nhảy đó thì là một điều vô cùng khó khăn. Nó sẽ làm mất cái hơi của mình. Cho nên mình để ý cái đó. Với lại Bin á, con để ý cái mic của mình nha con. Khi mà hát á, thì ngay cả mình di chuyển ở đâu cũng vậy. Mình cũng phải để ý cái mic của mình. Diễn thì diễn nhưng mà phải canh. Chứ còn có lúc con giật lên giật xuống thì cái âm thanh của mình đi nó không đều. Thì như vậy thì cái phần hòa quyện của mình mất đi hiệu quả chút xíu. Tuy nhiên, cô thấy hai đứa con rất là dễ thương trong chương trình này. Tụi con có thể rất là đa dạng và có vũ đạo rồi. Cái nét hai đứa con rất là mới, cho nên là có thể sẽ là cái cảm hứng cho thầy cô sẽ dàn dựng cho các con nhiều tiết mục rất là thú vị. Dạ, con cảm ơn cô. Ok, chúc mừng hai con. Mời chị Khả Như ạ. Cái bản phối này rất đáng yêu luôn á. Nó làm cho cô nhún nhảy theo mà rất là dễ thương. Và cái cách tụi con trình diễn á, đúng giống như cô Đoan Trang nói là khi mà Cẩm Tú, khi mà con biểu diễn đúng là con phải tính động tác. Tại vì cô khi mà cô ngồi á, cô là không phải là ca sĩ, nhưng mà khi cô ngồi cô thấy cô múa nhiều quá, cái cô bị phân tán á, với lại cái giọng của con sẽ không tập trung được giống như cô nói. Nhưng tuy nhiên đây là một cái tiết mục nào đối với cô, đó là một tiết mục giải trí thật sự, và hai bạn làm cho cô cảm thấy rất là nhí nhố, rất là đáng yêu. Cảm ơn hai con rất nhiều. Dạ con cảm ơn cô. Xin được cảm ơn chị Khả Như ạ. Xin được mời anh Hoàng Nhật Nam. Chú rất thích cái màu của hai con Kim Jae Bin nè. Cách của con diễn á, nó có cái gì đó nó rất là mộc mạc, và con không có phải là thực sự là điêu luyện và nhiều kinh nghiệm, nhưng mà chính cái điều đó nó làm cho những cái bước di chuyển của con hoặc là những cái cách trình diễn á, nó rất là dễ thương và đáng yêu, có cái gì đó rất là thu hút đó. Và con chú ý hơn về cái thái độ của mình diễn, hoặc là mình đừng căng thẳng quá nha, thì mình sẽ trình diễn nó tốt hơn. Chú rất thích cái đoạn đầu mà con hát, con đi rất là đẹp, và cái giọng ngân của con nữa nghe như là tiếng sáo ai đang lững lơ, là đúng cái những cái câu đầu đó hát, chú rất thích. Con nhớ phát huy những cái điều đó. Còn về Cẩm Tú, con diễn thần thái của con, những động tác tay đưa ra vào hay là nó theo cái nhịp nhạc mà rất là tươi vui với thần sắc của con nữa. Và chỉ cần chú ý thêm về mặt giọng hát như cô Đoan Trang nữa thì con sẽ hoàn hảo hơn. Dạ con cảm ơn cô chú. Cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Kim Jae Bin, bây giờ con nói một câu bằng tiếng Hàn Quốc. Con nói là con cảm ơn lời nhận xét của ban giám khảo, và con sẽ cùng với Cẩm Tú cố gắng hơn trong tập tiếp theo. Nói làm sao nè, tiếng Hàn nè. Dạ thưa chú là con ở Việt Nam lâu rồi nên con không nói được tiếng Hàn hả? Vâng. Chú Nam có thấy một cái mâu thuẫn nha. Ở Việt Nam lâu rồi không biết nói tiếng Hàn Quốc, nhưng vì sao con lại quên cái tên tiếng Việt của con? Ừ. Vì con nên nhớ con là một nửa dòng máu Việt mà, đúng không? Dạ vâng ạ. Thì đề bài của chú Nam rất đơn giản. Chú Nam muốn biết tên tiếng Việt của con và một câu của con nói bằng tiếng Hàn vào tập sau. Cảm ơn chú Nam rất nhiều. Và đây là bài tập của con về nhà nha. Một lần nữa một tràng hỗn tay cho Kim Jae Bin và Cẩm Tú. Mẹ ơi, con đã
mùa đông cây bằng lá đổ. Ngày xưa chỉ hát vu vơ những câu ca cổ cho em nằm mơ. Ngày xưa mẹ đắp cho con tấm khăn quàng cổ ấm hơi mẹ tôi. Ngày xưa bên giường cha nằm mẹ buồn xa vắng nhìn cha thương cha chỉ lớn không chẳng từ gian nan để con gánh mẹ đừng cắn giờ khi mẹ mất buồn mang gánh ai cho con gánh cả tháng dài gánh qua năm giông những ngày đắng cay sắp xa cây lờ đâu lá rụng tội này gánh sao mẹ ơi sông biển dạt dào con sao gánh hết công lao một đời bông hồng cài áo đúng nơi đâu bằng bông hiếu giữa trời bao la cho con gánh lại mẹ già để sau người gánh chính là con được. Cảm ơn sự hỗ trợ của Vũ Đoàn Sắc Màu. Chắc là phải chia sẻ điều này với tất cả ban giám khảo và quý vị khán giả. Quỳnh Anh cũng không ở gần với bố mẹ nữa, bây giờ đang ở thành phố Hồ Chí Minh học tập ở trong này luôn. Còn bố mẹ thì ở ngoài quê. Con cũng không có nhiều thời gian về với gia đình á, con có buồn không? Dạ có. Thế thì ngày hôm nay nè, thông qua sóng truyền hình con muốn nói gì với bố mẹ mình không? Bố mẹ ở nhà yên tâm và giữ gìn sức khỏe, con trong này học rất là tốt.
và sẽ thực hiện được niềm đam mê của mình ngày càng tiến bộ hơn. Con có yêu bố mẹ không? Nói không thương bố mẹ con gái. Ba mẹ thương mến. Chết rồi, sao 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 xuống quá. Sao vô tới tôi cũng vậy vậy ta? Ê, khó quá, cho qua đi Minh. Thôi cho qua đi em. Vâng, thật sự ra thì Minh Xù nghĩ rằng cái lời mà nói là con thương bố mẹ thì mình nghĩ rất dễ, nhưng mình thực hiện, mình nói ra điều đó rất là khó. Cho nên hy vọng rằng ngày hôm nay, sau cái sự bối rối của chúng tôi trên sân khấu này, thì quý vị khán giả xem truyền hình cũng sẽ nói cái điều này ngay lập tức với bố mẹ của mình nhá. Con thương bố mẹ nhiều lắm. I love you. Vâng ạ. Không biết ngay lúc này thì đạo diễn Hoàng Nhật Nam thì muốn chia sẻ cảm xúc của mình như thế nào ạ? Xin mời anh. Thôi, hai bài hát liên khúc rất là hay. Mẹ tôi và Gánh mẹ, với những cái ca từ nghe như là nức nở ha. Nghe rất là bùi ngùi và nhớ thương mẹ của mình vô cùng. Hai con nhớ mẹ không? Và hát bài này cảm nhận như thế nào? Thì tụi con vừa hát nhiều, vừa nhập tâm vô những ca từ trong bài hát, vừa cảm nhận đến và nhớ đến những lần mẹ chăm sóc mình. Cảm ơn con. Ok, nhưng mà trong bài hát này còn có cha nữa thì rất là dễ thương. Hai con hát rất là tình cảm và chú cũng cảm nhận được nhiều cái lắc cắt, giống như những cái giai đoạn thời gian từ nhỏ, rồi người mẹ mang thai, rồi những đứa con lớn lên rồi trưởng thành, rồi qua những cái trăn trở và những cái suy nghĩ của người mẹ cha trong cái cuộc đời. Những cái sự suy nghĩ về công việc, về những cái điều bất đắc chí thì chẳng hạn của người cha, vân vân. Tất cả những điều đó nó đã được thể hiện trong cái bài hát này. Thì chú rất là thích hai cái giọng hát của cả hai đứa. Tuy nhiên trong cái bài này thì chú chỉ có một cái là chú thấy là cái phần những cái đoạn hát trầm của Đức Vĩnh đó, nó hơi mờ và chú không có nghe rõ lắm. Nó có hơi thấp so với con khi mà chọn cái tông này cùng với Quỳnh Anh không? Hay là như nào nhỉ cô Trang? Tại vì giọng của Vĩnh á, là đang trưởng thành, đang tuổi lớn á. Giọng của con bắt đầu mất đi cái độ vang của trẻ em á, và bắt đầu hình thành cái giọng nó lớn hơn. Cho nên cái đó là một cái chuyện rất là bình thường. Khi mà con qua cái tuổi dậy thì á, thì cái giọng của con nó sẽ ổn định trở lại. Cho nên cái lúc này sẽ là cái khoảng thời gian khó khăn trong giọng hát của con. Cũng không cần hoang mang gì đâu, cái đó là nhưng mình mà bù phải... lại là hiện nay là giọng của con đã dày hơn rất đúng nhiều. Đúng rồi, dạ. cái may mắn là dày. Đúng rồi, khi mà càng lớn hơn thì giọng của con nó sẽ bớt vang lên. Mà nó có muốn còn vang đi chăng nữa thì cái đó nó qua một cái câu chuyện khác. Đó là câu chuyện của bài học thanh nhạc để con giữ được độ vang. Tuy nhiên theo cái lẽ tự nhiên là giọng của con sẽ dày hơn và nó đầy hơn, thì cái đó cũng là một cái lợi thế. Cho nên mấy cái đoạn đầu con hát rất là tình cảm bởi vì nó có độ rền à, nhưng mà mấy nốt cao bắn lên á, thì phải để dành hơi hoặc là phải giấu đi cái khuyết điểm của mình. Dạ. Thôi con ha. Cảm ơn cô Trang. Con thầy Đại thì sao ạ? Thầy Đại là ấn tượng hai đứa con là từ cái Tuyệt Đỉnh Song Ca rồi, nên gặp lại ở đây thì thầy Đại sẽ khó hơn mấy bạn khác một xíu. Nhưng mà hôm nay thì thầy rất là hài lòng về cái tiết mục này của hai đứa con. Nếu như mà Quỳnh Anh một cái gì đó nhẹ nhàng đầm thắm, là một cái nền rất chắc, thì ở Đức Vĩnh là một cái sự máu lửa đầy tràn đầy năng lượng. Hai đứa con kết hợp lại trong cái liên khúc này tạo cho thầy nhiều cảm xúc, rất là nhiều cảm xúc luôn. Và hai con đã kết hợp rất là tốt, rất giữ phong độ, thậm chí còn phát triển hơn nữa rồi. Thầy vẫn cảm nhận được trọn vẹn cái ca khúc này qua giọng hát con. Và một lần nữa xin được cảm ơn và chúc mừng tụi con đã hoàn thành xong tiết mục của mình. Một tràng hỗn tay cho Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Cha của mẹ, từng giọng nói mãi ấm áp bao ngày qua còn ngọt ngào, thầm mong thời gian đừng trôi quá nhanh. Rồi từng đứa sẽ cố gắng công phục công lòng đầy sợ để niềm vui còn mãi trên nụ cười.
Kim Jae-bin và Cẩm Tú. Chúc mừng. Hai trang phục rất là dễ thương. Chú ước là hồi xưa chú được đi học mà mặc đồ trang phục như này không được đâu, mặc quần xanh áo trắng rồi đeo khăn quàng đỏ rất là mộc mạc thôi, chứ không có được style như thế này. Hai con diễn cũng rất là dễ thương. Những cái vũ đạo trên sân khấu tuy nó rất là đơn giản thôi nhưng mà nó rất là ngây ngô và đáng yêu. Cô Trang với chú Đại rất là nhớ về cái tuổi thơ của mình ha. Nhìn thấy những cái con điểm 10 hay là những bài tập làm văn hay là những con toán gì đó thì thấy nhớ, nhớ vô cùng. Thời đó thì rất là sợ. Đôi khi vừa thích nhưng mà là sợ đến trường. Nhưng mà nếu mà mùa hè thì rất là nhớ đúng không ạ? Đúng rồi, lúc mà đi học cứ nói trời ơi sao mà mau già đi, mau lớn đi, khỏi đi học đúng mệt rồi, quá. Đúng. Mà bây giờ cứ nhìn lại cái nói trời phải chi hồi đó là hồi nhỏ lại. Hồi nhỏ bây giờ cho nhỏ lại đi. Bởi vì con người mình nhiều cái. Những cái điểm 10 vô cùng gọi là ước mơ đó. Hồi nhỏ là gì nhiều điểm 10 như vậy. Ôi dạ chị. Thôi Trang giấu cho, Trang học giỏi lắm. Dạ em biết mà. Rất là giỏi luôn. Đó và tập trước thì Kim đó là có vẻ hơi bối rối hơn, nhưng mà tập này chú thấy con đã thoải mái hơn trong cách hát rồi cách đi đứng trên sân khấu. Còn Cẩm Tú thì luôn luôn là dìu dắt bạn mình hết, vì con có bản lĩnh hơn, con có kinh nghiệm nhiều hơn, cho nên là những bước nhún nhảy hay là này kia thì con đều chủ động hết. Thì chú rất là thích tiết mục này, dễ thương. Chúc mừng hai con. Dạ con cảm ơn chú. Cảm ơn anh Hoàng Nhật Nam. Dạ xin mời tiếp tục cô Đoan Trang. Hai đứa con rất là đáng yêu. Cô tin là tụi con sẽ thu hút được cái lượt view rất là cao bởi cái độ dễ thương của hai đứa con. Rồi, hai đứa con, cô góp ý ha. Tú, con có một cái vóc dáng rất là xinh xắn, gương mặt sáng sân khấu. Con vừa biết hát, vừa biết vũ đạo nữa. Con có nhiều thế mạnh so với các bạn lắm. Cho nên con phải rèn giũa thêm thật là nhiều nữa để cho mọi thứ nó sắc bén hơn nha con. Khi mình hát, mình bè thì mình phải giữ chắc cái âm bè của mình. Mình phải tập cái đó kỹ. Với lại hát phải nghe cái âm của bạn. Tại vì bạn Binh á, âm thanh của bạn nhỏ hơn âm thanh của con, cho nên con phải cố gắng lắng nghe ha. Còn với Binh cũng vậy. Hát tuần này đã tự tin hơn tuần trước rồi, nhưng cô muốn con phải thể hiện mình hơn một chút xíu nữa ha. Hát cái giọng đưa cái mic phải sát vô. Tại âm thanh của mình đã nhỏ hơn rồi, đưa cái mic sát vô để cho hai cái âm thanh nó ngang đồng với nhau thì nó mới tạo được cái hiệu quả cao trong cái bản song ca của mình nha con. Hai đứa cố lên, cô rất là thích phần trình diễn của tụi con. Cố lên dạ, nha. Con cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Còn thầy Quốc Đại á. Nhưng mà hai con ơi, tiết mục hai con dễ thương lắm, rất là nhẹ nhàng, rất là thu hút. Thầy dưới này thầy phải nhún nhảy theo hai con. Hai con yên tâm đi, cô Đoan Trang nói là góp ý vậy để tụi con hoàn thiện thêm ha. Tại vì đây là cũng là cái nơi tụi con học nữa. Với cái tiết mục này thầy rất thích, rất nhẹ nhàng, dễ chịu hoàn toàn, rất là relax. Dạ con cảm ơn thầy. Vậy là tụi con yên tâm ha. Rất là nhiều lời khen có cánh dành cho tụi con rồi. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Và một tràng hỗ tay thật lớn chúc mừng cho Kim Jae-bin và Cẩm Tú. Hoa hoan, cô gái hoan hát vang lên dịu dàng.
Câu nhận nè, nói chung là mình là triệu view về những cái bài hát nhạc trữ tình ha, nhạc nhẹ nhẹ nhàng nhàng, nhưng ngày hôm nay được tươi mới hơn, được sôi động hơn, thì tụi con thấy làm sao? Dạ tụi con thấy là khác biệt ạ. Khác biệt. Dạ. Còn con trai, hôm nay là cái này là cái ý tưởng đâu đây trời? Thường là người ta là thắt là một là quấn luôn quanh vòng cái đầu này hoặc là để vô cái cổ, bây giờ thắt luôn nguyên cái nơi. Xì tay lít ấn tượng. Đó. Thích không? Con thích cái nào? Dạ con cũng chưa thích lắm ạ. Tại sao chưa thích lắm? Vì sao? Nói cho chú nghe. Tại sao? Con cũng chưa biết. Trời. Hay là muốn nó bự hơn hay muốn nó nhỏ hơn? Dạ con cũng không muốn bự hay là nhỏ. Hay là muốn mất luôn? Dạ mất luôn. Thôi vậy đi. Nói chung thì trẻ con là như vậy, rất là ngây ngô hồn nhiên. Thật sự là ngày hôm nay tụi con có một cái tiết mục rất là đáng yêu. Xin được mời Tố My ạ. Cảm xúc của bạn như thế nào? Chắc này phải đứng lên mới diễn tả hết cảm xúc quá. Trời vậy hả? Hai con hát câu dân ca sao mượt mà làm cô sao xuyến, tiếng ngọt ngào nào đông đưa nhớ xa xưa làm cô muốn rụng rụng rời tim rồi hai con nhé. Rồi mình cho luôn điểm thôi. Vâng, 10 điểm rồi. Trời đất ơi, 10 điểm rồi đúng không ạ? Riêng em thôi. Ra là hai con hát hai cái bài mà cô thích quá à. Hai cái bài này phải nói rằng là từ nhỏ là cô đã nghe, cô đã hát thuộc lầu rồi, rất là yêu hai ca khúc này. Cộng thêm hai con á, có một cái nét đáng yêu lắm. Và hai con khi mà kết hợp lại đó, nó hòa quyện, nghe nó đã lắm. Còn bạn nhỏ đó, là có một cái chất giọng kim dễ thương lắm, hợp với dân ca lắm. Chúc mừng tiết mục hai con nha. Và hai con ráng mau ăn chống lớn. Nhớ theo cô nha. Dặn con đó. Cố lên. Thôi nhỏ nhỏ như con là để cô Đoan Trang cũng bé bé xinh xinh này nhận xét nè. Xin mời cô Đoan Trang ạ. Con đừng có lo. Như cô nè, 40 năm rồi nó cũng vậy hả con. Nó không lớn hơn được miếng nào. Nhưng không sao, con mình nhỏ, mình có giỏ. Vẫn là những cái giọng ca rất là ngọt ngào và hát rất là chính xác. Cô vẫn rất là thích hai đứa. Cảm ơn hai đứa con.
Thích hai cái nơ nữa đó con. Con đừng nói không thích nha, cô thấy hai nơ cưng lắm luôn. Thì cũng muốn chạy lại ôm hai con lắm á. Thì lên quá à. Thì lên ôm đi, nói gì nữa. Trời ơi, cưng quá. Cưng có đem về nuôi không? Ừ. Cho yeah. con nha, hồi nào không xài cho con nha. Trời ơi, đâu ra vậy? Cái này vẫn lên hộp không không ta? Không hợp. Không sao hợp, hợp được không rồi hợp. Yeah. Thôi đi về à? Nói gì nữa. Vì hai con nó là đang giống như là miền quê mộc mạc. Cô giống như là ở trong cung đấu ra vậy đó. Thăm cung nội chiến. Đúng rồi. Dạ xin mời chú Hoàng Nhật Nam nhận xét ạ. Chú rất là thích với cái màu sắc này. Hai con đã bắt đầu tập vũ đạo rồi, nhảy ý nhót tưng bừng cùng với các cô chú vũ đoàn rất là vui. Tuy nhiên đó cũng sẽ là con dao hai lưỡi đối với mình. Đó là mình phải vừa phải lo nhảy này cho đúng bài rồi đúng nhịp, rồi phải vào cái câu nào cho đúng nữa. Chú thì nghĩ rằng là đối với lứa tuổi tụi con thì quá nhỏ thì đó cũng không phải là điều lớn lắm, nhưng mà càng về sau, những cái tiết mục về sau thì những cái lỗi của mình hạn chế thì nó càng nhiều thì càng tốt hơn nha hai con. Rồi chúc mừng hai con. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Đó, tụi con thấy không, nghe lời nhận xét như vậy thì cũng đã giúp cho tụi con tốt hơn thôi. Cố gắng lên nha. Thế túm gọn là có thích cái nơ không? Dạ không ạ. Rồi kiên quyết. Dạ, thế mới khẳng định một điều rằng là đi xa hỏi già về nhà hỏi trẻ, không thích là không thích, không con có nói nhiều. Con mang cái nơ đó đó, cô mới cho con 10 điểm đó nha. Con nói con không thích cái nơ là cô trừ điểm bớt đó nha. Chết. Không, tại vì người ta chưa có hiểu cái nơ đó là cái gì. Người ta chưa có không có thích. Cái đó là giống như những cái nông dân đó đi gặt lúa đồ ngoài ruộng, ngoài vùng quê đó con. Miền Nam cũng có mà miền Bắc cũng có. Rồi mặc áo bà ba, quần đen, rồi đứng dưới đầm lầy. Trên trời thì trời nắng, cho nên hay có cái khăn rằn quấn như vậy nè, cột gút một cái đại vậy thôi. Rồi sau đó là mồ hôi mồ kê rồi chùi lên luôn. Đó nó là như vậy. Cho nên cái đó là cả một cái lao động của những cái chú nông dân người đó nông mà dân. mình nhìn người ta làm cho mình hạt lúa gạo cho mình ăn mỗi ngày á con. Thì cô hy vọng là khi mà con hiểu cái điều đó thì con sẽ quý trọng nó lắm, để cho thấm mồ hôi rồi vừa che nắng nữa con. Đúng rồi. Và lúc buồn buồn xong cái buổi đó rồi thì bắt đầu tháo ra, bắt đầu choàng lên quạt gì đó. Nhưng mà cái kiểu này á mọi người biết không, em nghĩ rằng là cái anh mà hóa trang á, anh mới hoạt hình chụp Mickey. Cho nên là nó muốn hóa trang mấy bé mà dễ thương lắm, cưng lắm, cô cũng mê chụp Mickey. Vâng, một tràng hỗ tay nữa cho Tấn Bảo và Thái Hà.